được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Một tuần mới lại đến, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp gỡ với một ngôi sao khách mời, cùng họ tìm hiểu về những khẩu vị, những sở thích và bí quyết đến lúc nào cũng tự tin trước quý vị khán giả. Và bên cạnh đó nha, chúng ta sẽ có cơ hội được khám phá và được trải nghiệm những món ăn ngon đến từ những người bạn trẻ đầy tài năng. Bây giờ không làm cho mọi người đợi chờ lâu hơn nữa, hãy cùng với Tuyền Tăng chào đón khách mời của ngày hôm nay là một chàng diễn viên vô cùng tài năng và đẹp trai lắm mọi người. Tuyền còn mê nữa. Xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Lê Minh Thành. Trời ơi, bắn tim một cái xỉu luôn à. Xin được chào. Chào Tiền. Và lời đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành em gửi lời chào thân thương, thân ái và đặc biệt nhất là thân tình đến toàn thể khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Rất nhiều khán giả đã biết đến anh Thành là một diễn viên rất là tài năng, hầu như là rất là chăm chỉ trong các cái sản phẩm của mình. Ngoài lĩnh vực diễn xuất thì mọi người hình như là chưa có một cái cách nào đó để khám phá nhiều hơn về diễn viên Lê Minh Thành ở cái góc độ chẳng hạn như là về ăn uống, ẩm thực chẳng hạn. Nên là bây giờ mình sẽ cùng nhau về phòng khách của Khẩu vị ngôi sao và trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Xin mời anh Thành. Mọi người biết anh đóng phim nhiều rồi, nhưng mà không có biết là với cái lịch làm việc nó dày đặc như thế thì cái việc ăn uống anh nó có gặp phải khó khăn gì không? Thì chỉ trừ khi nào mà phải đi làm á thì anh sẽ không nấu, còn nếu mà anh ở nhà thì anh luôn chuẩn bị cho mình những bữa ăn. Và bên cạnh đó thì anh cũng có một đàn em á, anh rất là thích nấu ăn cho cái đàn em của anh ăn. Trời ơi, không chỉ đẹp trai, tài năng, chăm chỉ trên phim trường mà còn nấu ăn ngon nữa. Có vẻ như là anh sẽ biết rất là nhiều món ăn ngon và có nhiều những cái bí quyết trong cái việc chế biến món ăn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ em thử hỏi nha, cái món tủ của anh là món gì? Anh thích nhất là những cái món có vị chua cay, cho nên món tủ của anh đó chính là canh chua. Bây giờ nha, đến với Khẩu vị ngôi sao, mình không chỉ muốn biết về tài năng nấu nướng của anh Thành. Bây giờ cái việc đầu tiên em sẽ nhờ anh là mình sẽ đặt hàng tại căn bếp của Khẩu vị ngôi sao hai món ăn mà anh thèm thuồng được ăn nhất ngay tại thời điểm bây giờ. Mỗi tờ giấy mình sẽ đặt hàng một món ăn. Ok, chúng tôi xin phép được nhận ạ. Sẽ có thêm hai người bạn nữa đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình lần này, cũng sẽ là những người nấu những cái món ăn mà anh đặt hàng ở đây để tặng đến anh. Tại vì những bạn ấy là người hâm mộ diễn viên Lê Minh Thành. Ê cha cha. Trời ơi. Xin được giới thiệu bạn Bích Lợi và bạn Mai Lâm. Trời ơi. Dễ thương quá. Sẽ nhờ hai bạn giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán giả và đặc biệt là người hai bạn đang thần tượng ngồi đây, anh Lê Minh Thành. Dạ, em chào anh Thành, chào MC xinh đẹp và chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Linh, hiện tại thì em đang là một ca sĩ. Thấy anh ấy trên TV thôi nhưng mà hôm nay được ngồi chung thì cảm giác rất là hồi hộp luôn. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Xin được cảm ơn Mai Linh rất là nhiều. Còn cô gái Bích Lợi thì sao? Dạ, em xin chào anh Lê Minh Thành và chị MC. Em là Bích Lợi, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi chút xíu về Bích Lợi và cả Mai Linh nữa, tại vì chủ đề của chúng ta hôm nay là xoay quanh về ẩm thực, thì không biết là ở nhà các bạn có thường hay nấu nướng hay không ha? Bích Lợi thì sao? Bếp chính ở nhà thì vẫn là mẹ. Em thì chỉ có đứng cạnh mẹ, phụ mẹ những cái việc như là rau, là phụ bếp. Phụ bếp. Vậy mà hôm nay quyết định tự tin đến đây ngồi đây để mà nấu ăn cho anh Thành là phải nói là bạn rất là yêu thích anh Lê Minh Thành đó nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của chương trình, đó chính là khám phá khẩu vị ngôi sao. Trên màn hình của chúng ta chính là 5 ẩn số. Mỗi một ẩn số được mở lên thì sẽ có một dữ kiện về sở thích ăn uống của anh Lê Minh Thành. Trong lúc mà các bạn vượt qua từng thử thách của chương trình, nếu như một trong hai bạn có câu trả lời chính xác, lật mở ẩn số có huy hiệu thần bếp, thì các bạn sẽ là người được hưởng đặc quyền. Một, bạn có thể gỡ bỏ được một thử thách mà bạn phải gánh chịu trong quá trình thực hiện nấu bếp ở phần 2 của chương trình. Hai, bạn có thể nhờ vả hoặc là nghệ sĩ của chúng ta hoặc là người dẫn chương trình Tuyền Tăng phụ bạn sơ chế những cái bước đầu tiên để nấu món ăn đó. Chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên là gì đây? Thử thách đầu tiên là câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là một câu đố. Tóc xanh, thân trắng nõn nà, tên gọi là củ, cả nhà thích ăn, đố là củ gì? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Đây, bạn Bích Lợi của chúng ta là
củ cải trắng. Còn bạn Mai Linh của chúng ta là củ cải trắng. Và đáp án từ chương trình đó là củ cải trắng. À, tuy nhiên là khi mà thời gian vừa thông báo hết thì bạn Bích Lợi của chúng ta vẫn chưa có kịp ghi đầy đủ chữ. Cho nên ở câu hỏi đầu tiên này thì một điểm sẽ thuộc về bạn Mai Linh. Xin được chúc mừng Mai Linh. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau vượt qua câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và đã đến lúc cùng nhau biết ẩn số từ anh Lê Minh Thành mang đến cho chương trình là gì đây. Xin mời cá Úc. Nghe nước ngoài chưa? Cá Úc là đến từ Úc thiệt hả ta? Cá Úc á, đến từ nước Việt Nam. Ở miền Tây mình, và nói chung là ở nước ngọt. Có sẵn một cái con sông, con rạch này kia. Nó nhỏ nhỏ thôi, nó có tầng hai ngón tay mình lại thôi. Nó giống như con cá ngát vậy đó. Các bạn có biết cá ngát không? Biết cá ngát không? Dạ không luôn. Ừ, anh giới thiệu với hai bạn luôn nha. Con cá ngát nó y chang như con cá Úc vậy đó. Ừ. Nó cũng là một loại cá. Một loại cá. Hay quá. Thường thường cá Úc á, càng nhỏ thì mình ăn nó sẽ càng ngon, thịt nó sẽ ngọt, cho nên anh rất là thích ăn cá Úc. Nhưng mà thường á thì mình sẽ chế biến cá Úc là mình sẽ nấu với canh, hay mình sẽ chiên, hay là mình sẽ kho, hay mình sẽ làm gì anh? Cá Úc làm được tất cả các món em vừa nói luôn. Ngon nhất là để nấu canh chua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo và cùng theo dõi màn hình xem là chương trình mang đến thử thách gì cho các bạn đây. Lại là một câu hỏi từ chương trình. Sẵn sàng bảng trên tay. Khi chiên bít tết, nguyên nhân nào khiến miếng thịt bên trong cũng bị nâu như bên ngoài? A. Miếng thịt quá dày. B. Không đủ dầu. C. Nhiệt độ chiên quá thấp. Thời gian bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và xin mời câu trả lời của hai bạn. Hai bạn đều có câu trả lời là C. Đáp án của chương trình đó chính là C. C. Cả ba chúng ta đều đúng. Yeah, xin được chúc mừng các bạn. Làm món bít tết đúng cách là bạn phải để nhiệt độ ở mức trung bình cao hoặc cao và chảo phải thật nóng trước khi cho thịt vào. Nên sử dụng chảo gang để món thịt đạt được độ chín ngon và đẹp mắt nhất. Chúng ta đã vượt qua câu hỏi số 2. Mỗi bạn đều được cho mình một điểm. Chúc mừng. Chúng ta xin lật mở dữ kiện nào đây. Xin mời. Câu cá. Và các bạn có để ý không thì ở trên cái dữ kiện của chúng ta có xuất hiện huy hiệu thần bếp. Trong trường hợp này, cả hai người chơi của chúng ta quá giỏi, đều trả lời đúng. Cho nên chúng ta bị vô hiệu hóa cái huy hiệu này. Bây giờ chúng ta quay trở lại khám phá và khai thác thêm cái chữ câu cá này của anh Lê Minh Thành xem nào. Hồi xưa anh rất thích đi câu cá Úc. Mà bên cạnh đó thì đi câu thì ít dính cá Úc. Nhưng mà anh đi chôm chĩa thì nhiều. Hồi nhỏ thôi nha, đi câu không có thì mình sẽ đi dở nò nè. Dở mấy cái lợp của người ta đó, cứ đi ngang trên đường câu mà thấy có cái nò là tháo ra, bắt đúng cá Úc thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo để coi còn gì nữa về anh chàng này nhé. Đối kháng. Khẩu vị ngôi sao của chúng tôi rất là diệu kỳ. Và đây cũng chính là những đạo cụ cho thử thách của các bạn. Trong vòng 10 giây thì cả hai bạn sẽ được ngắm nhìn một bức hình. 10 giây kết thúc, các bạn có tổng cộng 30 giây để họa lại bức hình đó trên khung tranh chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Anh có ý kiến được không? Dạ, ý kiến. Ủa? Của anh là gì? Sao tại sao phải nhìn hình mà không nhìn anh rồi họa anh luôn ta? Anh muốn, nhưng mà quan trọng là mấy bạn có muốn hay không. Bích Lợi với Mai Linh mà mình muốn vẽ cái bức tranh đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, hay là họa lại người đang ngồi gần các bạn đây? Dạ họa anh. Em sẽ theo ý kiến của thần tượng của em. Vậy là anh chọn cho mình một cái dáng đẹp nhất. 3, 2, 1, bắt đầu. Như vừa nhìn vừa vẽ luôn. Dạ, các cô gái của chúng ta đã bắt đầu những nét vẽ đầu tiên. Anh là không có được thay đổi vị trí nha. Bích Lợi của chúng ta đang quan sát thần tượng rất là kỹ. Không biết là cô gái bên kia đang sao rồi ta. Anh cũng muốn nhìn lắm nhưng mà bây giờ anh đang phải bầu giữ nguyên cho em. Anh phải bầu giá. Anh nghĩ là cái bức họa này kết quả sẽ như thế nào anh nhỉ? Không, với cái sự mà nãy giờ anh cũng liếc anh nhìn hai bạn, anh thấy hai bạn vẽ rất là tập trung nha. Đúng rồi, em thấy là rất là có dáng của họa sĩ chuyên nghiệp nha. Chính xác nha. Anh nghĩ là hai bạn này vừa nấu ăn ngon mà còn vẽ đẹp nữa. Anh nghĩ là vậy, anh nghĩ là như vậy. Khéo tay hay làm đúng không? Cầm kỳ thi họa. Các bạn ơi, các bạn còn 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Thôi, anh thở được rồi, mừng quá. Bây giờ anh nhắm mắt cho em. Khi mà Tuyền đếm 3, 2, 1 thì anh Thành sẽ mở mắt ra và Mai Linh sẽ xoay cái khung vẽ cho anh Thành nhìn thấy con người thật của mình trong bức tranh đó qua cái nét vẽ của Mai Linh nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Ten 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 ten. Ủa anh ơi, anh mở mắt chưa? Anh ơi,
Ơi. À. Đẹp nha. Rồi anh cầm lên, anh cầm lên. Đẹp nha, đẹp nha. Đôi mắt rất là có hồn nha. Ừ. Và bây giờ anh rồi, tiếp tục. Cảm ơn. Hãy hồi hộp chờ đợi Bích Lợi. 3 2 1 mở cái tấm hình ra nha. Oh. Okay. Dạ xin mời anh nhận xét luôn ạ. Không nha, cái này mà anh không nghĩ là trong vòng 2 phút bạn có thể dễ anh một cách hài hước đến như vậy luôn nha. Một cái nét này là nét hài hước nha, dễ thôi, thương. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã nỗ lực hết sức. Nhưng mà dù gì mình cũng sẽ phải chọn một người chiến thắng. Vậy thì anh sẽ dành cho ai đây? Xét về mức độ chiến thắng thì chắc anh sẽ chọn bạn Linh. Dạ. Nhưng mà anh cũng cảm ơn bạn nha. Bức hình của bạn hài hước và vui nhộn cũng rất là đẹp nha. Một lần nữa xin được chúc mừng, chiến thắng đã thuộc về Mai Linh. Rồi, đã hoàn thành xong thử thách đối kháng rồi đó mọi người. Phải tiếp tục lật mở dữ kiện tiếp theo. Đó là gì đây? Ở nhà nếu một ngày bình thường thì anh luôn dành thời gian cho những bữa ăn. Thì thường thường anh sẽ nấu ăn sáng. Ăn sáng xong anh sẽ làm những công việc ở nhà. Xong rồi tới ăn trưa anh cũng sẽ về anh nấu ăn. Và tới buổi chiều anh cũng sẽ nấu. Và anh nói chung là anh sẽ nấu cho mình đúng 3 bữa theo đúng cái chế độ mà anh yêu cầu cho chính bản thân mình cùng đàn em thơ ngây của anh. À, có những cái điểm đặc biệt gì trong cái chế độ của anh không? Nói chung là sẽ ưu tiên cá nè, ưu tiên rau luôn và ưu tiên chua, ưu tiên chua cay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo dành cho hai người chơi. Xin mời thử thách ưu tiên. Rồi, thử thách ưu tiên của chúng ta rất là đơn giản thôi. Trên tay của Tuyền Tân có hai lá thăm. Một trong hai cái sẽ có cái lá thăm biểu tượng của khẩu vị ngôi sao. Bạn nào rút được lá thăm có biểu tượng khẩu vị ngôi sao, bạn sẽ giành được quyền ưu tiên lật mở dữ kiện tiếp theo. Bây giờ thì anh cầm đi, rồi cho hai bạn chọn nha. Em không biết có gì trọng hết nha, quan trọng là hai bạn chọn gì nha. Thôi anh rồi, bạn chọn trước đi ha. Rồi xong mở ra luôn. Xong rồi. Tại vì chúng ta chỉ có một cái thẻ là có hình khẩu vị ngôi sao thôi. Như vậy là quyền ưu tiên đã thuộc về Bích Lợi. Mời dữ kiện dành cho chúng ta. Đó là kho tổ. Quê anh ở Bến Tre, đặc sản nó là dừa. Dừa. Thì bên cạnh dừa cây nó còn có dừa nước. Thì ở bên trong những cái bẹ dừa nước có một con cá nó sống trong đó. Người ta gọi là con cá bóng dừa. Dạ. Anh rất hay đi câu con cá đó. Thì câu con cá lên nó được thì anh sẽ đem về nhà và kho tổ nó. Bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng để mở dữ kiện cuối cùng của chúng ta. Đó là gì đây? Đây là một thử thách câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Không nên cho gia vị nào vào món canh bí xanh hay còn gọi là canh bí đao? A. Hạt tiêu. B. Nước mắm. C. Muối. Thời gian dành cho các bạn 5 giây bắt đầu. Hạt tiêu, nước mắm, muối. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đáp án của cả hai đó là A. Hạt tiêu. Đáp án của chúng ta đó chính là B. Nước mắm. Tuyệt đối là không cho nước mắm vào canh bí đao vì sẽ khiến cho canh bị chua. Cái này là thêm một cái kiến thức mới rất là thú vị. Để mà mình lưu ý sau này mình có nấu canh bí đao cho người nhà của mình thì mình hạn chế không có cho nước mắm vô. Như vậy là cả hai bạn đều không có ai nhận được điểm từ chương trình. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn được biết dữ kiện tiếp theo từ anh Lê Minh Thành mang đến cho chương trình là gì. Xin mời. Chua cay. Chua cay. Rồi nói hết trơn luôn rồi. Anh nói từ đầu đến đuôi giờ luôn rồi xong hết trơn luôn. Nó rõ ràng luôn rồi, nó quá rõ ràng. Nhưng cái quan trọng á là biết anh thích chua, biết anh thích cay, nhưng mà cái mức độ nó như thế nào? Nói chung mức độ cay của anh thì mì cay thì năng cấp 7. Trời ơi. Còn với chua thì anh thường thường hay chấm tắc với lại muối. Hả? Anh hay ăn tắc với muối anh. Trời ơi. Tại vì không, thật sự mới chia sẻ luôn là tại vì nó cũng rất là hay cho cái cổ họng mình. Khi mà anh làm việc quá nhiều anh bị khan tiếng á. Thì anh hay chấm tắc với muối để anh ăn. Nó sẽ thông cổ, thông cổ anh cả hơn. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết 5 dữ kiện, cũng đã hiểu hơn rất là nhiều về khẩu vị của anh Lê Minh Thành rồi. Có thể tự tin hơn để tiến vào bếp làm một món ăn thật là ngon để chinh phục thần tượng. Bây giờ Tuyền sẽ cùng mọi người khám phá nha, tại vì Tuyền cũng chưa biết nữa. Anh đánh đố đến cả con chữ viết trên đây thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ thách đố quý vị khán giả, mọi người có đoán được đây là món gì không? Dạ, thôi anh nói luôn đi anh. Đây là món gỏi tôm sống. Trời ơi, viết bình thường không biết, nét thư pháp đồ gỏi tôm sống. Rồi thôi món này anh nói luôn đi. Trời ơi, cái gì vậy? Thưa quý vị, đây là tác phẩm của anh Lê Minh Thành. Đó là món gì thôi để anh ấy tự nói luôn đi ạ. Đó là món sườn xào chua ngọt. Rồi, và bây giờ sẽ là tổng hòa hai tác phẩm của anh ấy. Và bây giờ Mai Linh ưu tiên thuộc về bạn, bạn chọn món nào?
Em chọn món xương xào chua ngọt ạ. Xương xào chua ngọt là món bạn cảm thấy tự tin đúng không nào? Mời bạn nhận thử thách cho mình. Đây, xin cảm ơn anh. Vậy thì gỏi tôm sống đã thuộc về Bích Lợi. Món ăn cũng đã về tay các bạn rồi. Nhưng mà cũng có một bước rất là quan trọng, đó là chọn gian bếp. Mai Linh vẫn đang sở hữu quyền ưu tiên của mình. Ở phía sau của bạn chính là gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Bạn sẽ chọn căn bếp bên nào bạn cảm thấy thuận tiện cho cái quá trình nấu nướng của mình. Mời bạn chọn, bạn được ưu tiên chọn. Bên phải ạ. Bạn quyết định chọn bếp bên phải. Vậy thì Bích Lợi ơi, mình sẽ ở phía còn lại, đó là phía bên trái nha. Rồi nha, thực đơn đã sẵn sàng, người chơi sẵn sàng. Vậy thì chần chờ gì nữa, hãy đến với thử thách tiếp theo của chương trình Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao, phải nhắc thêm với tất cả quý vị khán giả một cái điểm đặc trưng chỉ có ở Khẩu Vị Ngôi Sao, đó là trong căn bếp của chúng tôi, bên cạnh nấu nướng thì các người chơi sẽ còn phải gánh thêm chút xíu nữa thử thách từ chương trình đưa ra. Xuyên suốt quá trình nấu nướng của mình thì Mai Linh sẽ phải đổi cái nón. Ở trên cái nón của Mai Linh thì có một cái quả bóng bàn, và trong quá trình nấu ăn bạn không được làm rơi quả bóng bàn đó xuống. Chúc Mai Linh may mắn. Còn với bạn Bích Lợi thì trời đất ơi, quay qua cái hốc hồn luôn rồi, thấy chưa? Bạn đang gánh thêm hai cái chung nước nhỏ ở hai bên đây. Rồi, nếu như mà mình nhìn sơ qua cả hai căn bếp thì đều đã có những nguyên liệu được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, nhưng mà để ý kỹ, sườn đâu? Rồi bên đây, tôm đâu? Trời đất ơi, gỏi tôm sống mà không thấy tôm. Và đây, đã đến lúc khách mời tham gia chương trình sẽ hỗ trợ các bạn lấy những cái nguyên liệu món chính về để các bạn chế biến. Và anh Thành ơi, bây giờ sẽ là các thử thách dành cho anh để có thể hỗ trợ các bạn làm ra một món ăn ngon nhất cho tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Anh sẵn sàng chưa? Anh luôn sẵn sàng. Bây giờ, mời các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế những bước đầu tiên. Còn anh Thành, theo em. Lên đường. Có khó không? Khó chứ. Bây giờ anh Thành sẽ trải qua lần lượt hai thử thách. Cứ mỗi một thử thách anh hoàn thành thì anh sẽ nhận được một nguyên liệu chính để gửi đến cho hai cô gái của chúng ta đang chờ đợi anh ở đằng kia. Hồi hộp thì chờ đợi con số gì ra cái. Không phải là một con số. Đi du lịch mà hả? Đó chính là một chiếc vali. Anh sẽ đi du lịch với chiếc vali này. Khi không nào hề. Các bạn nấu xong anh sẽ đi quay trở lại. Không hề. Trong chiếc vali này sẽ có rất nhiều những phụ kiện thời trang mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ của anh là sẽ mở chiếc vali này ra, chọn những phụ kiện phối hợp như thế nào đó để khiến cho bộ trang phục của anh đã đỏ như vậy rồi sẽ càng trở nên nổi bật hơn. Đỏ hơn nữa hả? Sau khi kết thúc phần phối trang phục, chương trình sẽ chụp ảnh lại những khoảnh khắc của anh. Và nếu như ảnh đẹp, hợp lý, đúng chuẩn ban tổ chức đề ra thì anh vượt qua thử thách. Đã bắt đầu luôn chưa? Chuẩn bị, đếm 3, 2, 1 thì mở vali, nhạc lên cho hồi hộp nha. 3, 2, 1. Xin mời. Ồ, hồi hộp quá. Nó sẽ là một bộ trang phục mới hay là phụ kiện gì đây? Wow. Ý, cái này em thấy hợp lý nè. Ê, cái này anh thấy nó không có gì đang. Nhanh lên, nhanh lên, thời gian trôi qua. Cái này được. Phải có ít nhất 5 món đồ trên người, ban tổ chức vừa ra thêm đề. Nhanh lên, thời gian đang trôi qua. Một món. Các bạn ơi, anh ấy sẽ trở thành một người như thế nào đây? Với những thứ mà ban tổ chức. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ok, cái này cũng được mà, đúng không? Cái này cũng được luôn. Anh thấy được là được thôi. Nói ra tới cái gì rồi? Okay. Màu đỏ anh thích đây. Ok. Anh nhớ phải giải thích được cái phong cách của anh là gì với 5 món đồ đó nha. Wow, anh ấy đã bắt đầu sử dụng 3 cái rồi. 3 cái rồi. Anh còn 2 món đồ nữa. Rồi anh tính uống tiếp hả anh? Anh nghĩ cái này nó có thể giúp anh trở thành một cái gì đó quý phái hơn. Một cái gì đó quý phái hơn. Được. Được không? Được không? Ok. Được. Rồi. Hoàng gia rồi đúng không? Một món cuối cùng. Thời gian sắp hết rồi. Hoàng gia, nếu mà hoàng gia thì mình cần có vương trượng. Đây. Trời ơi. Ok. Rồi. Tất cả hàng trăm máy quay đang hướng về phía anh Lê Minh Thành. 3, 2, 1, dán đầu tiên. Ta là vua. 3, 2, 1, dán thứ hai. Ta là? Ta là tỳ nữ. 3, 2, 1, dán cuối cùng. Bứt phá lên. Ta là ta. Trời ơi. Rồi, ban tổ chức quyết định cho anh thắng thử thách này. Quá rồi, hả, quá rồi. Ok, vậy là anh đã có nguyên liệu là sườn rồi đúng không? Dạ. Anh có thể chọn bất kỳ nguyên liệu nào gửi cho các bạn luôn. Mình chọn sườn trước đúng không anh? Sườn trước đi. Đây đây, sườn của em đây. Rồi, anh gửi. Cảm ơn anh. Rồi, xong rồi, anh đã làm xong sườn rồi, xong sườn rồi. Rồi, bây giờ mời anh di chuyển đến vị trí tiếp theo, chúng ta tiếp đến thử thách mới. Ê, đúng rồi, hoàng gia là người ta đi ngựa nha.
phí ngựa. Đúng. Ủa sao mặt buồn vậy? À không, anh đang tạo dáng trên con thú nhúng thôi, tạo dáng nó ngầu ngầu á. Nhưng mà bây giờ phải làm quen với các bạn thú nhúng đó trước đi nha, tại vì là mình sẽ tham gia thử thách này cùng với bạn á. Chào bạn. Chào bạn. Bây giờ thử thách của hai bạn như sau, đó là các bạn sẽ phải di chuyển hết từ phòng khách hay là khu vực bếp để tìm ra đúng 5 món đồ có màu đỏ mà ban tổ chức của chúng tôi đã giấu ở đâu đó trong bất kỳ một vị trí nào đó trong căn phòng này. 3, 2, 1. Là tất cả luôn. Cũng được, nhanh lên. Được, nhanh. 3, 2, 1, bắt đầu. Màu đỏ, à đây, anh đã thấy cái đầu tiên. Ôi, nhanh quá vậy. Đây, một cái màu đỏ. Cái gì đây, đưa cho em, đưa cho em. Đưa em một màu đỏ. Rồi, một quả bóng. À, bên đây có cái bông màu đỏ. Cái bông màu đỏ, trời ơi, lấy quên cái bông luôn hả? Anh thấy cái bông màu đỏ. Đây, 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 đó, được, được, được. Có luôn. Ê, em ơi, cái này màu đỏ, xé tới mình được không? Xé tới mình. Đi tiếp cho em. Đi tiếp. À, đây, đây, anh thấy rồi. Đây, 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 màu đỏ. Sao anh vô góc, vô kẹt không nha anh? Dạ, thưa quý vị. Đó là một cây nến màu đỏ, 3 món rồi. À, anh ơi, kìa, kìa, kìa. Anh thấy màu đỏ rồi. Anh ơi, kìa. Anh thấy màu đỏ rồi. Anh thấy màu đỏ rồi. Thôi, thôi, anh để nó được rồi, đừng lấy. Rồi, rồi, em xác nhận. Cái nắp. Tiếp, 4 cái rồi, còn 1 cái nữa. Trời ơi, nó ngay đó luôn mà đi đâu vậy? Nó ngay đây luôn hả? À đây rồi. Đây rồi, đúng rồi. Cái kéo màu đỏ. Rồi, ok. Rồi, rồi xác nhận trả lại cho người ta làm nè. Anh vừa qua thử thách chưa? Chưa. Sao nữa? Đứng lên. Xong. Đi qua đây. Còn cái thử thách nữa. Ủa sao em mới nói em ăn gian anh hả? Đâu, ban tổ chức thấy anh rất là hăng hái, làm việc quá tuyệt vời luôn, quyết định thêm một thử thách phụ nữa cho anh. Ừ. Thử thách tiếp theo đó là giải toán. Đây, đây là những cách toán cộng trừ thôi, rất là quen thuộc với mình. Giải liền đi anh, giải xong cái này. Quá liền luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, có cái bút đây, ngồi tính nhanh lên, tôm sống đang chờ. Rồi, 3, xác nhận. Vô toán. 1, 2, 3, chính xác, rất nỗ lực. Anh gửi tôm cho em. Dạ, em cảm ơn. Chạy về. Anh có làm gì đâu? Trời đất ơi, em chạy vòng vòng, em quan sát, em cập nhật tình hình cho các bạn khán giả, là mà em cũng thấy mệt nữa. Anh Thành đang cảm thấy như thế nào? Nói chung là sau khi khoe vận động á, bị mất năng lượng và anh đang cần nạp năng lượng. Còn phải nghỉ ngơi chút xíu. Như vậy thì em với là anh Thành cùng với quý vị khán giả sẽ cùng nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi các bạn của chúng ta biến hóa trong căn bếp của mình, và khẩu vị ngôi sao sẽ quay trở lại trong ít phút nữa nhé. Và Lê Minh Thành đã quay trở lại với căn bếp của khẩu vị ngôi sao rồi đây mọi người ơi. Đây chính là hai thành phẩm của hai cô gái xinh đẹp. Bây giờ là một bên là sườn xào chua ngọt, một bên là gỏi tôm sống. Anh sẽ chọn thưởng thức món nào trước nè? À, thật sự bây giờ đập vào mắt anh và nó làm cho anh có kích thích vị giác nhất, đó chính là món gỏi tôm sống. Trời ơi, anh giống em. Mình lựa con nào sống sống một xíu nha. Giờ mình chấm vào đây trước ha. Trời ơi, còn chấm thêm miếng nước tương mù tạt nữa. Chịu sao nổi ta. Thêm một miếng này nữa cho nó đậm đà đúng không? Đà. Nó đúng như những gì mà anh nghĩ một món gỏi tôm sống của miền Tây anh. Rất là chuẩn. Từ vị chua. Chua. Nhưng mà cái này nó hơi thiếu cay nha. Với anh thì đang bị thiếu cay. Hơi thiếu cay hả? Dạ. Nói chung là với anh là nó làm anh gợi nhớ về gỏi tôm sống dưới miền Tây anh. Dạ. Và căn nhà như thế này vẫn còn một ngón. Trời ơi, cái màu nó hấp dẫn quá kìa. Bây giờ uống miếng nước cho mình tráng miệng lại để mình thử cái món tiếp theo luôn nha. Ôi, bạn này làm cái màu đẹp quá. Trời ơi, coi cái miệng ăn kìa. Món thường này đủ chua, vừa với khẩu vị của anh. Vừa với khẩu vị của anh luôn. Đúng, chính xác. Rồi, bây giờ thì chúng ta cũng đã cảm nhận được hết tất thảy tình yêu, sự hâm mộ của các bạn trong món ăn mà bạn mang tặng cho anh Lê Minh Thành. Nhưng mà cuộc chơi của chúng ta đã gọi là thi đấu với nhau thì chỉ có một người thắng cuộc trong hai người mà thôi. Anh chọn ai trở thành người chiến thắng của khẩu vị ngôi sao tuần này? À, thì thật sự với anh, hai bạn nấu đều hai món rất là ngon, anh ăn rất là vừa. Nhưng bởi vì
cái món gỏi tôm sống nó bị, với anh thì nó bị thiếu cam chút xíu. À, món sườn xào chua ngọt anh cảm thấy là nó vừa với khẩu vị mình nhất. Rồi, và như vậy người thắng cuộc của khẩu vị ngôi sao tuần này đó chính là bạn Mai Linh. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ mọi người ơi, chần chờ gì nữa, nhận quà thôi nào. Như vậy là chúng ta đã đến với những giây phút cuối cùng của chương trình rồi. Nhưng mà trước khi chia tay anh Thành, chia tay Mai Linh và Bích Lợi, thì Tuyền Tăng cũng rất là muốn nghe cảm nhận của cả hai bạn khi mà tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Mai Linh. Được ngồi kế thần tượng của mình thì rất là hồi hộp luôn, nhưng mà rất là vui khi mà một cái món ăn mình nấu ra mà thần tượng mình cảm thấy ngon là một cái điều cảm thấy hạnh phúc nhất. Qua chương trình này thì cũng gửi lời chúc đến anh là mong cuộc sống của anh sẽ luôn là ngập tràn những tiếng cười và niềm hạnh phúc, thưởng thức nhiều món ngon hơn ạ. Trời ơi, ngọt ngào quá. Cảm ơn Mai Linh rất là nhiều. Còn của bạn Bích Lợi thì sao? Em có thấy chương trình ngày hôm nay thì rất là thú vị. Qua chương trình thì em cũng học hỏi được thêm nhiều bí quyết nấu ăn. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới em sẽ áp dụng nhiều hơn trong cuộc sống của mình, trong những món ăn dành cho những người thân trong gia đình của mình nha. Cảm ơn thầy rất nhiều. Và bây giờ xin mời anh Thành sẽ trao phần quà cho người thắng cuộc, đó là bạn Mai Linh. Đây là phần thưởng của Mai Linh. Cảm ơn Mai Linh đã đến với chương trình. Xin được cảm ơn Mai Linh, cảm ơn Bích Lợi và cảm ơn anh Lê Minh Thành đã đến với khẩu vị ngôi sao tuần này. Và đến đây thì Tuyền Tăng cũng xin phép được gửi lời cảm ơn về tất cả các khán giả đã luôn luôn yêu thương chương trình. Và đừng quên, chương trình của chúng ta sẽ phát sóng vào lịch quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.